Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta ngồi trong sự bình an của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội để nghe lời của Ngài. Bài hát vừa rồi rất là đặc biệt. Giê-xu yêu Ngài hơn mọi điều. Đây chính là câu hỏi mà Chúa Giê-xu đã đặt câu hỏi với Phê-rơ. Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta hên hết thảy. Hơn hết thảy những gì mà ngươi đang có bên cạnh mình hay không? Ngươi yêu ta hơn hết thảy mọi kẻ mà ngươi đang yêu hay không? Và ông trả lời rằng, lạy Chúa, con yêu Ngài. Bài hát nói rằng vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi? Làm thế nào để chúng ta không đánh mất Ngài? Có một con khỉ, người ta làm một thí dụ, cho một quả chuối vào trong một cái bình. Và con khỉ đó đói bụng, thò tay qua cái miệng bình và nắm quả chuối đó. Và cái bình đó quá nặng, nó thò vào không rút được quả chuối ra. Và khi người ta xuất hiện, con khỉ đã bỏ chạy, mà nó vác theo, kéo lê theo cái bình. Nó mất sự tự do, nhưng nó không muốn mất cái quả chuối, mà quả chuối đó đã kéo nó cùng với cái bình nặng mà không thể chạy thoát được. Chúng ta có thể đánh mất Chúa nếu như chúng ta giữ cái điều gì trong thế gian này mà không muốn đánh mất nó vì Ngài. Mọi người hiểu không ạ? Nếu như chúng ta giữ mạng sống của mình hơn là dâng điều đó cho Đấng đã chết thay tội cho mỗi chúng ta, thì sớm muộn gì chúng ta sẽ đánh mất điều mà chúng ta tưởng là có. Thầy ra xin Chúa ngày ban ơn cho mỗi chúng ta. Bài hát vừa rồi đụng chạm vào lòng chúng ta. Nào chúng ta cùng nhau tới với chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ. Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đó là chớ lo lắng. Ai đã từng một lần ít nhất trong đời lo, giơ tay tôi xem nào. Tôi nhắc lại, nếu mà Hà Nam đó mà nói ngọng là no và lo hai cái khác nhau nhé. No có nghĩa là có thể bị đói. Còn lo lắng nó mang tới sự tấn công trong tâm trí, cảm xúc của con người chúng ta. Và nếu như bạn đã có một lần nào mà lo lắng trong cuộc đời, thì ngày hôm nay chủ đề rất là quan trọng dành cho mỗi chúng ta. Chớ lo lắng. Hãy nói với người lân cận rằng, chớ lo lắng. Nếu chúng ta cứ lo, thì chúng ta sẽ mất no. Bởi vì khi lo quá không ăn đâu. Lo quá không ngủ được. Và lo quá thân thể bị bại xuội. Chớ lo lắng. Nào, một câu kinh thánh Philip đoạn 1, Phê-rơ đoạn 1 nói với chúng ta một điều rất là đặc biệt. Điều gì khiến chúng ta bị lo lắng? Cuộc sống này, có ai đó nói rằng nó giống như một trận chiến. Cuộc sống là một trận chiến và mỗi chúng ta là một chiến sĩ ở trong đấu trường này. Có ai đó nói thêm rằng cuộc sống của chúng ta giống như một trường học. Mà những học viên ngồi để cuộc sống dạy, nếu ngủ gật và không chịu nghe, thì sớm muộn gì bài thi cuối cùng sẽ mang tới kết quả, và lúc đó mới tỉnh ra phải học lại. Và lời Chúa nói chúng ta một điều, tất nhiên có một câu sau cuối câu trước, câu 5 có nói rằng kẻ kiêu ngạo Đức Chúa Trời Ngài chống cự và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nhớ nhá, nếu như trong lòng chúng ta bắt đầu có tư tưởng kiêu ngạo, thì đó chớm nở sự thất bại trong tương lai. Salomon châm ngôn nói một câu rất đặc biệt rằng sự kiêu ngạo đi trước, bại hoại sẽ theo sau. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói rằng hãy khiêm nhường, và sự khiêm nhường đó được Chúa ban ơn cho. Còn kẻ kiêu ngạo sẽ trở thành kẻ thù của Đấng yêu thương toàn năng, thành tín. Cho nên chớ có kiêu ngạo, bởi vì sự kiêu ngạo đó sẽ lôi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đến với bạn. Ai đã từng đã ra thăm đồng lúa ở Việt Nam, giơ tay tôi xem nào. Bạn có thể nhìn thấy có hai loại lúa, một là lép, hai là lúa chữu hạt. Thường bông lúa chữu hạt, cái vị trí của nó nằm đâu ạ? Nó không phải phía trên. Chữu hạt nằm sát đất. Càng chữu hạt bao nhiêu, nó càng sát mặt đất xuống như vậy. Xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta đừng có kiêu ngạo. Có ai đó tài giỏi, ai đó có khả năng, ai đó được ban ơn cho từ bẩm sinh, có những điều này điều kia, hãy lắng nghe này. Bạn có thể tài năng hơn người khác một điểm gì đó,
Nhưng hãy nhớ, con người chúng ta không 10 phân vẹn 10. Chúng ta sẽ có một điểm nào đó mà kẻ mà bạn chê trách đó hơn bạn. Sẽ có lúc chúng ta phải nhờ người đó giúp đỡ trong lĩnh vực yếu của mình. Cho nên chớ có kiêu ngạo. Amen. Chớ có kiêu ngạo. Chớ có kiêu ngạo. Cuộc sống này gió thường hay đổi chiều lắm. Lúc thì nó thổi như vậy, bạn đang xuôi chiều, bạn cười cợt, bạn ngạo nghễ với những kẻ đang trèo mãi mà phải ngược gió. Nhưng hãy nhớ rằng sẽ có lúc gió đổi chiều, và như vậy sẽ dạy bạn bài học. Cuộc sống này đừng có kiêu ngạo. Amen. Amen anh chị em. Chúng ta tài giỏi kiểu gì đi chăng nữa thì hãy nhớ, khi sinh ra phải nhờ một bà mụ đỡ đẻ giúp cho mà khóc. Và khi rời khỏi đời này phải có 4-5 người khiêng bạn ra ngoài đồng, rồi đào lỗ chôn bạn xuống. Chúng ta bắt đầu cuộc đời và kết thúc cuộc đời dạy một bài học: không kiêu ngạo. Nào chúng ta đi tiếp câu số 6 bây giờ trên màn hình. Lời Chúa nói rằng sau khi chúng ta hiểu được rằng hãy hạ mình và hãy đừng có kiêu ngạo khiêm nhường, thì bây giờ phải làm gì? Không phải chỉ nói tôi khiêm nhường, mà bằng hành động của mình hãy hạ mình xuống dưới bàn tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Việc của tôi và bạn là phải quyết định mình phải hạ xuống. Chúa không giúp bạn hạ đâu, nhưng Ngài có thể cho phép hoàn cảnh xảy ra. Có những người cố chấp, có những người ương bướng, khi rơi xuống hố rồi mà vẫn kiêu ngạo à. Có những cái hoàn cảnh mà Chúa cho phép xảy ra để làm sao? Để lòng chúng ta mềm xuống. Có đứa, có ai đó đang ở với heo, với lợn. Hãy nhớ rằng câu chuyện của người con trai hoang đàng khi bị rơi trong hoàn cảnh như vậy, nhớ rằng chúng ta sa sút từ đâu? Lòng mềm lại để mà ăn năn hạ mình dưới bàn tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Rồi tiếp theo, Chúa Ngài sẽ làm gì? Đến kỳ thuận hiệp, không phải chúng ta nói rằng Chúa ơi, con sẽ hạ mình trong vòng 30 ngày nhé, rồi Chúa phải nhấc con đến ngày thứ 31. Không. Chúa sẽ nhìn tấm lòng của bạn. Đến kỳ thuận hiệp, việc hạ mình, đó là bản chất của bạn, đó là cuộc sống của bạn, đó là nguyên tắc sống của bạn. Còn việc mà Chúa nhắc lên thời điểm nào thì chỉ có Ngài biết được thời điểm nào Ngài nhắc chúng ta lên mà thôi. Amen. Đến kỳ thuận hiệp, Ngài sẽ nhắc anh em lên. Và bây giờ mới là câu quan trọng của chủ đề ngày hôm nay. Nếu bạn vẫn tiếp tục sống trong sự kiêu ngạo, nếu bạn không hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì câu này không thể thực hiện trên đời sống của chúng ta được. Kinh Thánh chép rằng sau khi hai câu trên xảy ra xong rồi thì lúc này bạn mới có thể trao mọi sự lo lắng của mình cho Ngài. Vì sao? Bởi vì Ngài luôn luôn săn sóc anh em. Với những kẻ Ngài không chống cự, nếu kẻ đó không kiêu ngạo, nếu kẻ đó hạ mình xuống dưới bàn tay quyền phép của Chúa thì mới được Ngài săn sóc. Amen. Có một loại mèo mà nó rất là sợ vuốt ngược, cứ nắm đuôi vuốt ngược từ đuôi lên đầu là nó sợ lắm. Và cái ông chủ đã dạy con mèo đó một cái cách, ông chỉ vuốt có một chiều thôi, chỉ vuốt một chiều. Và mèo mỗi một lần ông vuốt như vậy là vuốt từ đuôi lên đầu, mèo rất là sợ. Và cuối cùng con mèo khôn nó nằm ở chỗ là nó quay cái đầu trở lại để cho cái đầu của nó khởi đầu của vuốt. Và khi đó bàn tay của ông chủ vẫn vuốt một chiều. Và vì mèo đổi hướng cho nên bây giờ được vuốt xuôi. Con chó Oscar của tôi nó cũng y chang như vậy, nó sợ vuốt ngược lắm. Nhưng khi nó đổi cái đầu, nó đủ khôn để đổi cái chiều của nó. Và khi Thánh chép rằng ăn năn có nghĩa là thay đổi suy nghĩ của mình 180 độ. Không biết là Hòa có kịp dịch không? Không gì không kịp. Khó quá đúng không? Yeah. Xin Chúa Ngài ban phước vậy. Hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài. Vì Ngài săn sóc anh em. Chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi. Để cho sự lo lắng không tấn công chúng ta. Amen. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu phát hiện ra rằng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, dường như 70-80% những sự lo lắng của chúng ta nó đến từ xây dựng từ sự ảo hay là giả dối. Hơi ốm một chút, hơi hắt hơi một chút là chúng ta nghĩ đại dịch Covid rồi. Hơi nhức đầu một chút, không biết là trong đầu có khối u không nhỉ. Hơi thấy choáng choáng một chút là hay là bị bệnh ung thư. Chúng ta thường nghĩ ra nhiều những cái mà thực chất cuộc sống không phải như vậy. Cho nên Kinh Thánh lời Chúa nói rằng hãy nhận biết chân lý, thì chân lý sẽ giải phóng chúng ta. Còn nếu chúng ta không nhận biết chân lý thì rất nhiều những sự lừa dối tấn công chúng ta để mang tới sự lo lắng. Nếu được hãy ghi vào quyển vở của mình định nghĩa hay là
kết quả hay là nguyên nhân của sự lo lắng đến từ cái gì. Bất cứ những thông tin tiêu cực, những thông tin xấu mà bạn nghe rồi sau đó bạn cưu mang, thì cái mà bạn cưu mang sự tiêu cực đó sẽ mang tới cho bạn kết quả là lo lắng. Sự lo lắng tiếp tục ở trong tâm trí cảm xúc của bạn, mà bạn suy ngẫm điều đó tiếp tục, thì nó sẽ mang tới cho bạn sự sợ hãi. Và sự sợ hãi sẽ là cái nhà tù để giam chúng ta ở trong đó. Bởi vậy cho nên hãy giải quyết. Kinh Thánh chép rằng hãy trao cho Ngài sự lo lắng. Bạn không thể trao sự lo lắng cho người lân cận được. Có nhiều đứa con trao lo lắng cho bố mẹ, có nhiều người trao lo lắng cho chồng và vợ. Nhưng ở đây có một điều quan trọng nhất mà tôi và bạn cần quyết định từ ngày hôm nay. Xin Chúa cho mình có mối quan hệ. Xin Chúa cho mình nhận biết được đấng sống đang bên cạnh chúng ta. Xin Chúa cho mình biết chính bản thân mình hạ mình xuống. Và chúng ta không sống trong thái độ kiêu ngạo để mà có thể trao sự lo lắng của mình cho Ngài. Và Chúa hứa những loại người như vậy, Ngài sẽ săn sóc chúng ta. Amen. Hãy vỗ vai người lân cận và nói rằng tớ với bạn hay là tôi với bạn là loại người như vậy đó. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nào chúng ta cùng nhau đi tiếp nào. Câu Kinh Thánh tiếp theo. Đây là một câu Kinh Thánh nói về sự lo lắng. Cả cái đoạn Ma-thi-ơ đoạn 6 này nhắc 5 đến 6 lần chớ lo, đừng lo lắng. Nó là một đoạn Kinh Thánh, lời dạy của Chúa nhắc rất là nhiều về sự lo lắng và chớ lo lắng. Kinh Thánh Chúa nói rằng chớ ai, chẳng ai được làm tôi hai chủ. Cuộc sống chúng ta dường như nhiều khi mình nghĩ rằng chúng ta có thể làm một lúc làm tôi tớ hai chủ, nhưng sự thật không thể làm được. Nhiều khi bị lừa, nhưng chúng ta chỉ có thể làm tôi tớ cho một chủ mà thôi. Vì Chúa nói chẳng ai làm tôi hai chủ. Vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể. Phía trên Chúa nói rằng không ai làm được. Ở phía dưới Ngài khẳng định rằng không thể, muốn cũng không thể được. Không thể làm tôi mọi cho Đức Chúa Trời, hay là tôi tớ cho Đức Chúa Trời, và lại là tôi tớ cho ma môn. Chúng ta để ý, khi đi chơi ở hồ nước có hai cái thuyền. Có ai đã nói rằng tôi sẽ cùng một lúc đứng chân cả hai thuyền. Một chân bên thuyền này, một chân bên cano kia. Nó mà đứng im thì bạn có thể đứng một lúc hai thuyền được. Nhưng khi cuộc sống bắt đầu vận hành, thuyền cano bắt đầu nổ máy chạy, bạn sẽ biết bạn ở đâu không? May thì ở trong một thuyền, trong hai. Mà dở đó là rơi xuống dưới ao hay là dưới hồ. Các ngươi không thể làm tôi, ma môn và Đức Chúa Trời được. Bạn có biết ma môn là gì không? Ma môn không phải là ma quỷ. Ma môn ở đây là tất cả những gì mà bạn nhận lãnh từ Đức Chúa Trời trong cuộc đời này. Chúng ta trần truồng, lọt lòng mẹ. Và những gì trong cuộc đời này mà hơn cái trần truồng đó, mà chúng ta đặt những cái đó cao hơn cả Đức Chúa Trời, thì hết thảy những vật mà chúng ta sở hữu đó mà thành thần tượng của chúng ta, thì cái đó là ma môn. Nó có thể là tiền, nó có thể là công việc, nó có thể là một người nào mà bạn đang yêu, nó có thể là vợ, là chồng, là con cái, nó có thể là cái nhà, nó có thể là Facebook, nó có thể là YouTube, nó có thể là Internet, nó có thể là football, nó có thể là bóng chuyền. Hết thảy những gì mà bạn đang có, mà bạn đặt nó cao hơn Đức Chúa Trời, bạn để thời gian nhiều hơn cho nó, bạn để tiền bạc nhiều hơn cho nó, bạn để cảm xúc nhiều hơn cho nó, thì nó là ma môn. Bởi vậy cho nên xin Chúa giúp chúng ta hãy xác nhận mọi cái Chúa luôn ban cho. Việt Nam có câu nói rằng của thiên, ông trời luôn ban cho. Và những gì chúng ta đang có bây giờ là từ trời, và nó phải được phục vụ trời, chứ không phải nó là ma môn của chúng ta. Amen. Amen. Nào chúng ta cùng nhau đi tiếp. Điều gì khiến chúng ta lại thờ lạy ma môn, làm tôi mọi cho ma môn? Đó, sự lo lắng đó. Sự lo lắng là nguyên nhân mà đưa chúng ta tới thờ lạy hay là phục vụ ma môn. Chúa nói rằng các con ơi, đừng sợ ăn gì, uống gì, mặc gì.
Đừng lo lắng quá về ngày mai. Và Chúa đưa ra hai thí dụ mà tôi không cần phải liên hệ trực tiếp hay là chi tiết trên câu kinh thánh này. Ban kỹ thuật sẽ bật dần dần theo ý mà tôi giảng. Chúa đưa ra hai thí dụ. Một là hãy nhìn loài chim ở trên trời. Nó không biết gieo và gặt, không biết xây kho tàng để chứa của cải ở dưới đất này. Thế mà không có một con chim nào chết đói. Ở đoạn kinh thánh khác Chúa còn nói rằng con chim chỉ đáng giá một vài xu thôi. Người Do Thái họ mua một xu hai con chim, hai xu họ mua năm con chim, có nghĩa là mua bốn tặng một, một con được tặng mà không có giá trị gì hết. Nó rẻ đến mức độ người ta tặng thêm một con nếu bạn mua bốn con. Thế mà không một con chim nào chết đói. Bạn nhìn chim xem, bụng nó luôn to hơn đầu. Còn nhiều khi tôi sống bên Nga, Moscow ngày xưa đó, đầu tôi to hơn bụng, quần luôn tụt bởi vì là luôn sợ hãi lo lắng về ngày mai. Nhưng chim, Chúa nói rằng nó không gieo, không gặt, không thâu chữ, mà cha các ngươi, hãy nhắc lại cùng tôi thật to ra miệng của mình, cha các ngươi. Bạn có hiểu câu nói này không? Chính vì câu nói này đấy mà Giê-xu đã chịu đóng đinh trên thập tự đó. Chúa Giê-xu làm một cuộc cách mạng, đã đưa ôi giời ơi của mỗi chúng ta thành cha của chúng ta. Nhờ sự chết và sống lại của Ngài mà chúng ta gọi ông trời là cha, cha các ngươi. Ai là cha là mẹ tại đây, giơ tay tôi xem. Dạ. Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta vốn là những người xấu, còn luôn biết cho con cái mình những vật tốt, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho chúng ta sao? Chúng ta quý hơn loài chim. Chúng ta biết gieo, chúng ta biết gặt, chúng ta biết xây kho tàng để tích trữ ngày hôm nay, đầu tư cho ngày mai. Chúng ta có sự sáng tạo, chúng ta có hình và tượng giống như Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ khác ở chỗ chim nó không có khả năng đó nhưng không đói. Còn chúng ta có đầy đủ mọi khả năng mà Chúa ban cho, nhưng chỉ vì sự lo lắng mà khiến chúng ta bị đói dài. Xin Chúa Ngài giúp mỗi chúng ta, amen. Chúng ta quý trọng, chúng ta được quý trọng trước mặt Ngài. Chúng ta được Ngài tiếp nhận, chúng ta được Ngài đã yêu chúng ta. Tiếp theo nữa, Chúa đưa ra một thí dụ thứ hai về loài hoa. Loài hoa, Chúa nói rằng hãy nhìn loài hoa ở ngoài đồng kìa. Tiếng Việt nói là hoa huệ. Thế có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nó là hoa huệ, nhưng có một loài hoa ở vùng Trung Cận Đông, nó chỉ mọc trong một ngày thôi. Buổi sáng mọc dưới nắng mặt trời, và bắt đầu khi tắt mặt trời thì hoa đó nó tàn. Và Chúa nói rằng hãy nhìn. Cái lời dạy này không phải ở trong nhà thờ, Ngài không dạy trong nhà hội, Ngài đang ở ngoài đồng. Chỉ ngay lập tức con chim bay ngang qua đầu, chỉ ngay bông hoa dại nằm ngay bên cạnh, một đồ nhìn thấy, và Ngài nói rằng hãy nhìn loài hoa kìa. Không xe chỉ kết tơ, không có khả năng nhuộm quần áo. Nhưng mà vua Salomon, ai đã từng biết Salomon, giơ tay tôi xem nào. Tôi nghĩ rằng Salomon cả về tài sản vật chất và phi vật chất nhiều hơn hết thảy những kẻ mà hiện tại triệu phú trên đất này bây giờ. Tôi nhắc lại này, tài sản của Salomon cả phi vật chất và vật chất, bởi vì có những người họ chỉ tính tài sản vật chất thôi. Nhưng có những loại tài sản phi vật chất, những sự khôn ngoan, những cái điều mà ông để lại trong châm ngôn và truyền đạo, nó mang tới sự giàu có trải dài qua nhiều thế hệ. Cái đó gọi là tài sản phi vật chất. Bạn có thể không có tài sản vật chất để lại cho con cháu, nhưng bạn có thể để lại cho con cháu của bạn tài sản phi vật chất, đó là tấm gương. Giống như bà ngoại và mẹ của Timothée đã để lại cho con trai của mình đức tin thành thật. Chúa nói hãy nhìn Salomon, không có quần áo mặc đẹp giống như hoa huệ này. Giàu có như vậy mà không có cái áo nào mặc đẹp như hoa dại ở ngoài đồng. Hoa sớm nở tối tàn mà Đức Chúa Trời trang bị cho nó áo đẹp như vậy. Huống chi các ngươi. Hallelujah. Có nhiều khi lo quá đó, hay ra ngoài vườn, hay đi dạo ở ngoài đồng, hay đi vào rừng. Ở đó bạn có thể học được rất nhiều sự khôn ngoan qua thiên nhiên mà Chúa nhắc nhở lòng của mỗi chúng ta. Amen. Không phải cứ ngồi trong lớp học, không phải cứ chỉ ngồi trong nhà thờ mà bạn nhận được bài học đâu. Mà bạn, Chúa sẽ dạy bạn qua nhiều những hoàn cảnh, qua nhiều những hình ảnh khác nhau. Một con ốc sên bỏ ngang qua con đường của bạn có thể dạy dỗ bạn rất là nhiều điều. Đừng có vội vàng, đừng có nhanh nhẩu ẩu đoảng, để vấp phải đá mà quàng phải dây. Hãy chậm lại một chút. Có thể cái bút của bạn trong vòng nửa tiếng nữa sẽ đặt bút để ký một cái hợp đồng. Con ốc sên dạy bạn
hãy cẩn thận, để ý lại kỹ hơn. Bởi vậy cho nên Chúa có thể giúp chúng ta rất là nhiều. Đi tiếp nào. Hai thí dụ, hoa dại ở ngoài đồng và chim ở trên trời. Chúa đưa chúng ta tới một điều gì? Chúa đưa chúng ta tới rằng hãy để ý, nhìn vào, đừng lo lắng. Bởi vì sự lo lắng không làm cho sự sống mình dài ra, mà nó chỉ đốt ngắn lại mà thôi. Sự lo lắng khiến cho không ăn không ngủ, sự lo lắng khiến cho đau dạ dày. Những ai đã bị đau dạ dày giơ tay tôi xem. Tôi có người cha của tôi, bố đẻ, sinh năm 41, ông ấy bị đau dạ dày. Tôi nhớ lại những năm 9-10 tuổi phải làm, phải rang nghệ, rang gạo rang rồi giã để cho ông ăn, trộn lại, đau dạ dày. Bởi vì sao? Ông lo lắng nhiều, ông suy nghĩ nhiều, có thể vì cậu con trai quá nghịch. Và Chúa nói rằng chớ lo lắng về ngày mai. Tiếp theo, lời Chúa nói tiếp là đừng có lo chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhớ nha, nhớ kỹ nha. Đọc mà nhầm câu này là chúng ta trở thành người đó là không biết ngày mai sẽ ra sao nha. Ở đây là Chúa nói chớ lo lắng, chứ Ngài không nói là chớ nghĩ nha. Chúa cứu chúng ta không phải trở thành kỵ sĩ không đầu nha. Chúng ta cần phải có chương trình cho ngày mai, ngày kia, cho năm tới nha. Chúng ta cần phải có hoạch định cho con của mình trong tương lai nha. Ở đây là chớ lo lắng. Người Việt Nam mình giữa nghĩ và lo nó là một. Ôi, chị Phương sao mà lo nghĩ thế? Cho nên là chúng ta bị lầm tưởng giữa nghĩ và lo là một. Nhưng mà ở đây Chúa đã tách ra sự lo lắng, luôn nghĩ về điều tiêu cực, luôn hướng về điều tiêu cực và thích nghe những điều tiêu cực. Cho nên nó mang tới sự lo lắng. Còn nghĩ là gì? Là nhìn vào thực tế của vấn đề, nhìn vào những cái sự thật mà mình đang gặp và bắt đầu tìm hướng để giải quyết nó. Còn lo lắng là chỉ suy nghĩ về điều tiêu cực và kết quả là dẫn đến chỗ chết mà thôi. Chớ lo lắng về ngày mai, vì mọi điều đó dân ngoại vẫn thường tìm và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Bạn nhìn thấy những kẻ tham lam ở thế gian này luôn lấy của người khác tích trữ vì lo ngày mai ăn gì, vì lo ngày mai uống gì, vì lo ngày mai mặc gì. Còn chúng ta có cha, có một nguyên tắc ở trong nhà, có một cái luật khác, với lại giang hồ một luật khác, ở ngoài kia ngoài phố là luật rừng. Kẻ mạnh thắng, kẻ yếu chết. Còn ở trong nhà có luật, luật gia đình yêu thương nhường nhịn vì có cha và mẹ. Thế ra ở đây lời Chúa nói rằng Ngài sẽ cho thêm. Ồ, đã nhảy xuống câu 33 rồi đúng không? Vì mọi điều đó dân ngoài vẫn thường tìm và cha các người ở trên trời. Một lần nữa, Chúa Giêsu nhắc lại chúng ta trong gia đình mà Đức Chúa Trời là cha của chúng ta vốn biết các ngươi cần dùng những điều gì rồi. Tôi không biết bạn đối xử với con ra làm sao, nhưng mà mỗi một người cha người mẹ nhìn thấy con của mình ấy, nó khóc nó kêu là biết nó cần cái gì rồi. Có một người phụ nữ khi tôi đến thăm đang ngồi nói chuyện với cặp vợ chồng đó, bỗng nhiên thằng con mới mấy tháng tuổi nó chỉ bảo xin phép mục sư, con tôi nó đói, thì cho nó bú xong lại ra nói chuyện tiếp. Ngồi được khoảng độ bao nhiêu thời gian lại thấy chỉ bảo xin phép mục sư, nó đái. Rồi chị vào thay tã xong nó lại ngủ tiếp. Chị ra tôi ngồi trò chuyện với hai vợ chồng và hỏi chị ơi, tôi không hiểu là có một tiếng mà chị lại biết rằng lúc nó đói, chị lại biết rằng lúc nó đái, làm sao chị biết giỏi vậy? Chị nói rằng mục sư ơi, tôi là mẹ nó. Còn mục sư đâu phải là cha nó và mẹ nó đâu mà mục sư biết được. Tôi là mẹ nó, cho nên tôi biết thời điểm nào và con tôi khóc vì lý do gì. Bởi vậy cho nên bạn không cần phải cầu nguyện hay, bạn chỉ cần cầu nguyện thật lòng và tin Đức Chúa Trời thôi. Chỉ cần ngước mắt lên trời và coi là Chúa biết được chúng ta đang cần gì rồi. Amen. Nhưng mà tất nhiên 20 năm sau mà cứ như vậy là bị tàn tật thuộc linh rồi đấy. Hay thay đổi. Nào chúng ta cùng nhau đi tiếp. Mọi người đã mệt chưa? Tôi thì hơi mệt. Gia đình tôi bị cảm nặng. Thành ra là tưởng rằng là ngày hôm qua với hôm nay không nhấc ra khỏi giường được. Nhưng mà tạ ơn Chúa. Lời Chúa nói trước hết. Nào hãy nói thật to ra miệng của tôi là trước hết. Đọc kỹ. Nhiều người lại cứ nghĩ rằng Chúa cấm chúng ta tìm kiếm ăn gì ngày mai, uống gì ngày mai và mặc gì ngày mai. Nhưng không phải. Chúa đang lập một trật tự tìm kiếm cái gì cần tìm kiếm trước và cái gì cần tìm kiếm sau. Nhưng trước hết mọi sự, ưu tiên tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài có nghĩa là gì? Bạn hiểu nước trời có nghĩa là gì không? Ở đâu có Ngài hiện diện thì ở đó là thiên đàng. Thiên đàng có nghĩa là nước trời. Bạn cần phải bước vào sự hiện diện, tìm kiếm sự hiện diện của Ngài.
Tìm kiếm ta hết lòng thì các ngươi sẽ gặp ở trong sự hiện diện của Ngài và sự công bình của Ngài, có nghĩa là lời của Ngài và ý muốn của Ngài để mà thực hiện. Rồi tiếp theo, mọi điều khác Chúa sẽ ban cho. Mọi điều khác Chúa sẽ ban cho. Anna bị vô sinh, không đẻ được con. Vợ bé của chồng tìm cách khích bác bà. Bà đã chạy tới với Đức Chúa Trời. Bà chạy tới với nhu cầu của nước trời để tìm kiếm. Bà nhận biết rằng dân Do Thái thời bấy giờ cần một quan xét, cần một tiên tri, cần một người tế lễ, và bà cần một đứa con trai. Cho nên bà đã đến với Chúa, xin Chúa rằng: Chúa ơi, con đang vô sinh, hãy cho con khả năng để đẻ cho con một cậu con trai. Con nhận đứa con trai này, sẽ dâng nó cho Ngài. Bà tìm kiếm nước trời, bà tìm kiếm ý muốn của Ngài. Samuel đã ra đời, và sau đó bà dâng Samuel cho Đức Chúa Trời. Và chính Samuel đó trở thành quan xét của dân Do Thái, trở thành thầy tế lễ của dân Do Thái, và trở thành tiên tri mà đã đến sức dầu cho Saul và David làm vua. Bởi vậy cho nên tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài là trước hết và là đầu tiên. Amen. Rồi sau đó có thể sự khôn ngoan Chúa ban cho để chúng ta tìm kiếm ai cần ngay lúc đó để cho bạn lời khuyên. Amen. Câu 34. Ok, chắc là tôi sẽ giảng xong câu này và dừng lại. Lời Chúa nói rằng: vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Wow. Câu kinh thánh này rất là hay. Nó đưa chúng ta tới một điều gì? Đưa chúng ta tới cái chỗ bạn đang đứng. Và cái chỗ bạn đang đứng xác định mốc thời gian hôm qua và ngày mai. Và hãy nhớ cả hai mốc thời gian hôm qua và ngày mai nó không thuộc về chúng ta. Thuộc về chúng ta chỉ có ngày hôm nay mà thôi. Thật ra có rất nhiều người, trong đó có cả tôi nữa, chúng ta luôn nối tiếc, chúng ta luôn ân hận, chúng ta luôn giày vò chính bản thân mình vì cái quá khứ, mà không biết rằng hiện tại nó sẽ là quá khứ của ngày mai. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không rút kinh nghiệm của những gì của ngày hôm qua, thì bạn sẽ đánh mất ngày hôm nay, và ngày mai bạn sẽ lại tiếp tục nuối tiếc những gì mà ngày hôm nay bạn đã không làm. Bởi vậy cho nên Chúa nói: chớ lo lắng chi về ngày mai, đừng có hoảng sợ về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc của ngày mai, và đừng có buồn bã ân hận vì ngày hôm qua. Hãy coi nó là một bài học để rút kinh nghiệm cho ngày hôm nay. Chúa ơi, hãy chỉ cho con biết con cần phải làm gì trong hoàn cảnh này. Hãy chỉ cho con biết ý muốn của Ngài ra làm sao, và hãy thêm sức cho con để thực hiện được điều cần phải làm. Sẽ có một ngày đứng trước mặt Chúa, bạn sẽ phải trả giá cho những gì mình làm, và tôi cũng phải trả giá cho những gì mình không làm. Bởi vậy cho nên xin Chúa giúp cho lời Chúa ngày hôm nay: chớ lo lắng về ngày mai. Để thắng được điều đó, chúng ta không tự nắm tóc lẩm bẩm như A Quy của Lỗ Tấn: mình thắng, cho mày thắng. Còn đánh bố, tự kỳ ám thị không giúp được chúng ta. Mở mắt ra, sự thật vẫn thế. Chúng ta chỉ có thể thắng được là khi chúng ta nắm vào một đấng không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng Ngài hiện diện sát bên cạnh chúng ta. Ngài nắm tay hữu của tôi và nhấc tôi lên. David nói như vậy. Và hãy trao sự lo lắng của mình cho Ngài, và lời hứa Chúa, Ngài săn sóc mỗi chúng ta. Chắc chắn tương lai nằm trong tay của Ngài. Bài hát lâu lắm rồi, đã được hát trong hội thánh của chúng ta: tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, tôi chỉ biết có đúng một điều, đấng nắm tương lai của mình. Bác sĩ đúng giờ này của 6 năm trước, ngày này tròn 6 năm trước tôi nằm trên giường bệnh. Khi bác sĩ nói tôi phải chết vì rách động mạch chủ bụng, tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi chỉ biết rằng tương lai của tôi ở trong tay của Ngài. Chúa ơi, bác sĩ nói là sự thật, con đã nằm 3 ngày ở trong bệnh viện mà chưa tìm ra nguyên nhân. Sau khi soi, họ phát hiện ra động mạch chủ, động mạch ở bẹn và nách đã rách rồi, tròn đúng 6 năm trước. Và đêm đó Chúa nói rằng: ngươi chẳng chết đâu. Và chỉ có một lời như vậy thôi. 15 ngày sau tôi đã rời khỏi bệnh viện với vết rách còn 25 phân, và sau đó hoàn toàn tự liền vì Chúa là đấng làm phép lạ. Bởi vậy cho nên
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ba phải, chúng ta chẳng nghĩ gì, mặc kệ, sống chỉ biết ngày hôm nay. Không, chúng ta cần phải nghĩ về ngày mai, bám vào Chúa mà cầu nguyện. Chúa bày tỏ cho về sự trông cậy, về sự kêu gọi ngày mai, thì hôm nay có sự trông cậy. Nhưng đừng có lo lắng về ngày mai, vì nó sinh ra sự sợ hãi. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.